Hai cái lô hôm trước bạn mua, tớ tư vấn cho bạn là sổ 30 đến 60 ngày ra, nhưng mà nó đang bị một cái sự cố nho nhỏ. Ừ, sao Ừ, này? sự cố là nó ra sớm quá. Ra Theo sổ cổ rồi rồi. á Ờ. hả? Ủa sao nhanh thế? Trên tay mình đây là 13 quyển sổ hồng của 13 lô đất nằm tại khu vực xã Thành Minh của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mà hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn ấy. Thì hôm 30 tháng 10 vừa rồi thì bên mình công chứng, thì ngày 17 tháng 11, tức là chỉ sau 17 ngày thì sổ đã về. Mình thì thường tư vấn khách hàng là sổ bên em sẽ về trong vòng 30 đến 60 ngày. Thế nhưng mà hiện tại thì sổ đã về sớm hơn dự kiến. Và bây giờ thì mình sẽ gọi điện cho bốn vị khách này báo là sổ đã về, nhưng mà sẽ gọi điện theo cái cách nó hơi bị lạ một chút. Mình sẽ gọi là kiểu xin lỗi khách hàng bởi vì là có một cái sự cố, đó chính là sổ ra nhanh hơn dự kiến, xem là khách sẽ phản ứng như thế nào. Ở trong này thì mình có bốn khách, thì đầu tiên là mình sẽ lọc ra bốn vị khách. Đầu tiên là mình sẽ gọi cho bạn bạn Toàn ở trong Nghệ An. Alo. Bạn ơi, đang ở đâu đấy? À, ở nhà. Đang ở nhà. Hôm nay không đi lên thành phố à? Không. Nè. Cái lô của bạn ấy. Hai cái lô hôm trước bạn mua, tớ tư vấn cho bạn là sổ 30 đến 60 ngày ra, nhưng mà nó đang bị một cái sự cố nho nhỏ. Ừ, sao Ừ, này? sự cố là nó ra sớm quá. Ra Theo sổ cổ rồi rồi. á hả? Ủa sao nhanh thế? Có 17 ngày hôm qua là ra sổ từ hôm qua rồi, nhưng mà tớ chưa gọi cho bạn đấy. Ủa, nhanh Ừ, thực ra là tính ra cái sổ này nó về nhanh, có 17 ngày đã về rồi. Tí tớ gửi ảnh cho bạn nhá. à, ok Tưởng sự cố gì à? bạn. Đừng đừng có nói gặp trục trặc gì. Trêu thế thôi. Ủa, nhanh thân nhỉ? Nhanh mà, đây tớ đang cầm trên tay ở đây. Tớ sẽ chụp ảnh cho bạn. Hôm tới thì Ok. xem anh em sắp xếp một buổi gặp nhau để tớ sẽ bàn giao sổ cho bạn. Ok Cùng theo một món quà vô cùng bất ngờ và hôm tới sẽ tiết lộ. nhậu mười nhá. Ok, để tớ sắp xếp Ừ xong rồi có thôi, gì anh em mình ừ hẹn sắp nhau xếp đi sau. rồi có gì mình gọi nhá. Ok bạn nha. Ok Bye bye. bạn nhá. Ừ. Trêu một chút thôi. Bảo sổ có một chút sự cố. Bạn ấy tưởng là gọi là sổ bị trục trặc cái gì chưa về được, nhưng mà thấy sổ về nhanh quá hơi bất ngờ. Bạn này thì ở trong Nghệ An làm về cái mảng xuất khẩu lao động ấy. Hôm trước thì mình có vào trong nhà bạn đấy chơi, sau đó thì quay cái video được đến tận 2,5 triệu người xem cơ, và cũng ra cho bạn này rất rất nhiều các cái khách hàng quan tâm đi xuất khẩu lao động ấy, bởi vì bạn này thì bạn ấy làm về cái mảng xuất khẩu lao động đi sang Philippines này, Indo, Malaysia với cả là đi Dubai ấy. Còn đây là một bạn khách tiếp theo của mình. Bạn này ở trong Sài Gòn cơ. Hôm tới thì khả năng cao là mình sẽ bay vào trong đó mình giao sổ tiếp. Rồi. Hello em, đang đi làm à? Dạ. Đang đi làm hay ở nhà đây? À, hôm nay thứ bảy nhỉ? Em đang đi làm. Thế à? Em có nghỉ chủ nhật đâu. Ôi, thứ bảy chủ nhật cũng đi làm luôn à? Em không nghỉ cuối tuần. À, cuối tuần chắc lương cao hơn đúng không? Cái đặc thù công việc của em nó không có nghỉ cuối tuần. Anh gọi báo em một chút. Cái sổ mà hôm trước anh làm thủ tục ký sang tên cho em ấy, nó bị một cái sự cố nho nhỏ. Vì sao ấy? Anh tư vấn cho em là 30 đến 60 ngày ra sổ ấy, nhưng hiện tại thì nó bị cái sự cố nho nhỏ là nó ra sớm hơn. Bây giờ là ra sổ Sao có rồi. giờ ra sổ rồi nè. Là nhanh quá. Là tầm bao giờ anh vào giao được? Để anh đang sắp xếp, anh đang sắp xếp xem là lịch như Thôi, nào qua tháng thì anh vào đi. Qua tháng anh vào đi, giờ em chưa có tiền đâu. Phải cuối tháng em mới đủ tiền. quan trọng gì? Để anh sắp xếp tầm tầm đầu tháng 12 được không? Được, Tầm cho đầu tháng tháng 2 được. 12 nhá.
Dạ vậy qua đầu tháng 12 có gì anh báo lại trước giúp em một xíu, em xem thử xem em có cần gì không. Ok, vào thì anh sẽ báo trước cho em nhé. Dạ, Ừ, vâng, ok. vậy có gì anh cứ báo đi, còn cái tiến độ thanh toán thì tầm như thỏa Ừ, thuận ok em. nhá. Dạ, Ừ, rồi, em bye cảm ơn bye. anh nhiều nhá. Ừ, chào em. Dạ. Ừ. Vâng. Bạn này là ở trong Sài Gòn, có mua của mình là một lô đất rồi và vừa rồi lại mua thêm một lô nữa. Và bây giờ thì cũng đã ra sổ hết cả rồi. Hôm tới thì mình sẽ tiếp tục bay vào Sài Gòn để mình giao cho bạn đấy, bởi vì là bạn ấy sẵn sàng mua xa như vậy thì mình cũng sẵn sàng mình bay xa một chút để mình giao cho bạn ấy quyển sổ. Và đây là cái câu chuyện về việc ra sổ nhanh, có 17 ngày là đã ra rồi. Và những cái quyển này thì giá cũng khá là hấp dẫn các bạn ạ. Chỉ khoảng độ 250 đến 300 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu ngay được một lô đất nằm tại Thanh Hóa với rất là nhiều những tiềm năng đầu tư. Bên mình có nhiều quỹ, mỗi một quỹ đất thì sẽ ở một vị trí khác nhau và mỗi một vị trí thì lại có một cái tiềm năng khác nhau. Cho nên là bạn nào mà đang có cái tầm tài chính khoảng loanh quanh 200-300 triệu mà đang tìm sản phẩm đầu tư thì có thể tham khảo những cái quỹ đất bên mình nhá. Rất là an toàn về pháp lý, tiềm năng đầu tư rõ ràng và đơn giá thì cực kỳ tốt, chỉ loanh quanh 2 triệu đồng một mét vuông mà thôi.